Và đối với cái đường cầu chuông này thì chúng ta nếu mà đi từ quận nhất qua thì chúng ta qua cầu Ông Lãnh và mình quẹo trái con đường Hoàng Diệu và mình đi qua ngã tư Vĩnh Khánh, phố Ốc đó. Vừa qua phố Ốc chúng ta nhìn bên phải có một cái ngã ba đường nhỏ nhỏ, đó là đường cầu chuông, kế bên một ngôi chùa. Và mình sẽ đi vô đó ha. Đây là chùa Phật Vũ. Và trước mặt chúng ta có cái giao lộ cầu chuông rồi nè. Rất là đông. Bên kia là hủ tiếu Chú Sái. Hủ tiếu Chú Sái. Tên nghe lạ, hủ tiếu Chú Xè, rồi Chú Cao, rồi nay có Chú Sái. Mình nhìn một bên trước đi ha. Nhìn hai bên chóng mặt quá. Bún bò, bở bò. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là dưới chân cầu Ông Lãnh và bên khu vực quận 4. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ lên cầu Ông Lãnh và đi qua quận nhất, trung tâm Sài Gòn, đường Nguyễn Thái Học. Và theo hướng camera đây chúng ta sẽ đi về đường Khánh Hội, đi qua cầu Kinh Tẻ, đi về quận 7 ha. Và phía bên cánh phải đó là con đường Hoàng Diệu. Và theo hướng Hoàng Diệu này chúng ta sẽ đi ra đường Nguyễn Tất Thành, cũng là đường Trịnh Minh Thế ngày xưa đó. Và nơi đây có hai chung cư, hai dãy chung cư bên cánh trái và bên cánh phải của cầu Ông Lãnh. Đó là chung cư, hình như là chung cư Hãng Phân, chung Hãng Phân và chợ Hãng Phân bên đây ha, đường Nguyễn Hữu Hào. Và ngày hôm nay nhưng một buổi đi làm về sớm thì mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi về một cái con đường ngày xưa hay còn gọi là đường 20 thước đó. Và ngày nay là đường Văn Chuông thì phải. Và nói chung là con đường này tập trung rất nhiều hàng quán ăn uống. Người ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì ở đây người ta luôn bán theo một cái ngành hàng ở một khu vực để tạo nên một cái khu ăn uống sầm uất. Khi mà nói đến quận 4 thì chúng ta nghĩ ngay đến những cái hàng quán ăn uống, rồi những cái chợ, những cái khu ăn vặt. Và hôm nay mời cô chú anh chị và bạn chúng ta cùng đi đến cái khu ăn vặt ha. Khu ăn vặt 20m, đường 20m. Và đường này chỉ vỏn vẹn khoảng 200m thôi. Con đường rất ngắn. Nếu mà cô chú anh chị ngày xưa có ở cái khu vực quận 4 này, chắc có lẽ sẽ biết đến con đường này nè. Đó là con đường cầu chuông. Hồi nãy em nói nhầm mà. Con đường cầu chuông. Thì con đường này nối liền từ đường Hoàng Diệu cho đến đường Vĩnh Khánh. Và chúng ta đang đi trên vỉa hè đường Hoàng Diệu. Chúng ta nhìn bên cánh trái đó là chung cư Hãng Phân, chợ Hãng Phân. Chợ Hãng Phân thì ngày nay cũng rất là vắng. Ngày xưa thì có dãy nhà kho, một cái nhà kho. Và ngày nay đó là tòa nhà chữ M rồi nè, Millennium nè. Phía sau dãy chung cư xưa cũ này ha. Và dãy chung cư này rất là lâu đời ở Sài Gòn rồi nè.
À, Sài Gòn bây giờ là 6 giờ hơn. Chúng ta đang có mặt ở quận 4 và mình cùng đi lang thang, cùng nhìn về một con phố mà không kém phần tấp nập ồn ào. Nơi đó có những anh chị mưu sinh trên vỉa hè và những hàng quán ăn uống. Và trước mặt chúng ta đó là đường Nguyễn Hữu Hào. Đi về cuối đường này chúng ta sẽ có một cái chùa, chùa Giác Nguyên, chùa Giác Nguyên. Và ngày nay chùa cũng đang trùng tu rồi nè. Và bên kia là chợ Hãng Phân. Sẵn đi thì chúng ta cũng nhìn qua nhìn lại để mình cùng cập nhật số hình ảnh ở Sài Gòn, những không khí những ngày cận Tết. Nói cận Tết cho nó nôn nao chứ còn khoảng hơn 60 ngày nữa chúng ta mới đến Tết nè. Và chúng ta đợi đèn đỏ tí xíu nha. Và bây giờ giờ cao điểm nè, giờ người ta tan sở đi về, mình thấy xe cộ rất là đông. Rồi, ta qua đường thôi, qua lẹ để hồi xe đông là khỏi qua. Và đối với cái đường cầu chuông này thì chúng ta nếu mà đi từ quận nhất qua thì chúng ta qua cầu Ông Lãnh và mình quẹo trái con đường Hoàng Diệu, và mình đi qua ngã tư Vĩnh Khánh, phố ốc đó. Vừa qua phố ốc chúng ta nhìn bên phải có một cái ngã ba đường nhỏ nhỏ, đó là đường cầu chuông, kế bên một ngôi chùa. Và mình sẽ đi vô đó ha. Thì do là thường thì em đi quay có một mình nên thật ra nếu mà kêu ăn rồi thưởng thức này nọ nữa thì không có ai cầm camera, nên thành ra chỉ là người chỉ điểm để anh chị và các bạn chúng ta có dịp mình đến đây ha. Và Sài Gòn rất nhiều khu ăn uống, ở mỗi quận có mỗi khu khác nhau, thì đa phần các khu ăn uống ở bên quận 4 này rất là đông đúc tấp nập. Và chúng ta có mặt ở đây là giao lộ Vĩnh Khánh và Hoàng Diệu, và trước mặt chúng ta đó là phố ốc Vĩnh Khánh, phố ẩm thực, được công nhận là phố ẩm thực của Sài Gòn, quận 4. Nếu mà các anh chị ở Sài Thành thì có lẽ ai cũng biết con đường này rồi ha. Và kế bên đó có một cái ngôi chùa, và kế bên ngôi chùa chúng ta sẽ có một cái hẻm, không, có một cái con đường ngắn thôi, khoảng chừng 200 mét thôi, con đường ăn uống đó. Chúng ta sẽ đi qua đường nha. Ở đây thì xe cộ rất là tấp nập. Ở đây khách Tây cũng rất là đông, bởi vì nằm trong những cái tour đó thì buổi tối hay cái tour đó hay chở khách vào bên đây nè. Đây là chùa Phật Bửu. Tư mình thấy tấp nập ghê chưa. Bên đây là một cái chung cư.
kế bên chùa có một cái hẻm. Rồi đó. Cảm ơn chị. Đừng nghĩ xấu người ta hoài. Cảm ơn chị. Chị nói là mình cẩn thận camera điện thoại, nhưng mà bây giờ quận tư cũng an ninh rồi, chắc có lẽ không đến nỗi nào. Ủa, con đường chúng ta đi lại tí xíu nữa, đi lại xíu nữa thì mới tới con đường cầu chuông. Sẵn đây thì cho các anh chị và các bạn chúng ta cùng dạo bước, mình đi bộ tập thể dục ở vỉa hè quận tư này luôn. Biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại có những cái kỷ niệm, những cái ký ức, những cái người quen, những căn nhà xưa ở trong cái video clip này. Và trước mặt chúng ta có cái giao lộ cầu chuông rồi nè, rất là đông. Như bạn ta đó là đi lại một tí nữa, đó là ngã ba Đoàn Văn Bơ và lên cầu Cao Mét. Và bây giờ mình sẽ đi vào con đường. Con đường này cũng rất là ngắn thôi. Mình sẽ đi một vòng ở đây xem sao nhé. Thấy hai bên chưa đèn đuốc tấp nập. Ở đây có trà sữa. Và bên trái cũng có cái hẻm bán đồ ăn nữa nè. Ở cuối hẻm nè. Bánh lăng rồi trà sữa, bún thái, bún chả giò. Thấy đồng hút tấp nập ghê chưa. Bên kia là hủ tiếu chú sái. Hủ tiếu chú sái. Tên nghe lạ, hủ tiếu chú xè rồi chú cao rồi nay có chú sái. Mình nhìn một bên trước đi ha, nhìn hai bên chóng mặt quá. Bún bò, phở bò. Bún mắm. Mùi đồ ăn bốc lên thơm phức một cái khu ăn uống. Hóc bồ. Tuy là con đường này mang tên là đường cầu chuông, nhưng mà bây giờ là lô y đường Đoàn Văn Bơ. Quá trời đông luôn. Ở đây có bún bò quế.
mà nhỏ nhỏ thông ra đường Đoàn Văn Bơ luôn. Ồ, phở tái nạm, phở bò tái nạm và đồng quá. À, bên kia thì hủ tiếu Nam Vang nè. À, hủ tiếu Nam Vang amen. Rất là đông luôn. Và bây giờ mới là đầu đêm thôi, nên thành ra mình thấy chưa có thực khách nhiều, nhưng mà mình thấy những hàng quán đã dọn ra đầy đủ hết rồi. Đi ngang mỗi cái hàng quán, chúng ta ngửi thấy một cái mùi đặc trưng của món ăn. Làm cho ta không thể nào mà không nuốt nước miếng được ha. Bạch tuộc nướng rồi, ốc nướng rồi. Đây có bạch tuộc nướng nè. Hấp dẫn gì chưa. Hôm nay chia sẻ với anh chị và các bạn một số hình ảnh trong cái con đường ăn uống ở đường Cầu Chuông ngày xưa, và ngày nay là cái hẻm thuộc đường Đoàn Văn Bơ. Những cái hẻm bên trái thì sẽ ra đường Đoàn Văn Bơ đó. Ở đây thì rộng rãi, có chỗ ngồi thoáng mát, có chỗ để xe mát mẻ nữa. Đây mình thấy ốc 20.000, ốc đắng, ốc bu, ốc ốc gạo, quá trời luôn. Trong đây đông vui tấp nập quá. Rồi. Rồi chúng ta sẽ ra đây là hẻm đường Vĩnh Khánh, phố ăn uống đường Vĩnh Khánh luôn nè. Quận Tư bây giờ rất là phát triển ha. Đường xá rồi an ninh rồi nhà cửa bây giờ khác hết rồi, không như ngày xưa nữa, không như ngày xưa ta gọi là vùng đất dữ nữa. Hồi nay người mới, cảnh mới hết rồi. Rồi một số hình ảnh ở khu ăn uống và một số con đường mình vừa đi qua gửi các anh chị và các bạn. Nếu mà các anh chị bạn quan tâm món ăn thì chúng ta hãy đến con đường Cầu Chuông, nằm ở ngã ba đường Hoàng Diệu. Khi mà xuống cầu Lãnh chúng ta quẹo trái nha, quẹo trái đi qua giao lộ Vĩnh Khánh thì mình sẽ đến một cái chùa. Kế bên cái chùa sẽ có một cái hẻm lớn, rồi mình nhìn vô đó là khu ăn uống Cầu Chuông 20 thước. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị và các bạn luôn an lành, hạnh phúc. Cho bạn ta đó là khu ăn uống đường Vĩnh Khánh. Thẳng đường này mình sẽ ra Tôn Đản luôn. Nếu mà thẳng đường này mình sẽ ra lại Hoàng Diệu nè. Đây mình thấy cũng có du khách Tây đi tới đi lui rất là đông. Một xíu nữa thôi, khi mà khoảng độ 7 giờ 8 giờ những cái người dẫn tour đó
sẽ dẫn khách đi qua đây thưởng thức những cái món đặc sản của Sài Gòn, những cái đặc trưng của Sài Gòn, những quán ăn vỉa hè, những quán nhậu bình dân. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn anh chị.